Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Chúng con nghĩ sao? Nếu ai có 100 con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ 99 con trên núi để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật Thầy bảo chúng con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn 99 con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha chúng con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ rất quý mến, lời Chúa trong bài đọc một hôm nay, sách tiên tri Isaiah đưa cộng đoàn chúng ta đang sống trong mùa vọng trong đời Chúa hiệp làm một với tâm tình của dân thánh thời lưu đày Babylon, dân vất vả và lầm than, đau đớn và tủi nhục, lẩn trốn Thiên Chúa vì tội lỗi của mình. Giữa bối cảnh đau thương ấy, qua miệng ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa ngỏ lời với dân những lời đầy hy vọng lớn lao: Hỡi dân ta, hãy an tâm, hãy an tâm. Thời tội lỗi của các ngươi đã được ân xá, Thiên Chúa ban ơn gấp hai lần tội lỗi. Này chính Chúa là Thiên Chúa của các ngươi sẽ đến như một tử chăn dắt đoàn chiên người. Người ẵm những chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ. Các thánh giáo phụ đã gẫm suy lời Chúa và chỉ ra cho chúng ta viễn tượng đầy hy vọng ấy đã được nên trọn trong Đức Giêsu Kitô. Chính Đức Giêsu Kitô là vị mục tử nhân lành trong chính dụ ngôn con chiên lạc mà Chúa Giêsu đã kể với chúng ta trong Tin Mừng Matthêu hôm nay. Chính Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, là vị mục tử đã bỏ lại 99 con chiên trên núi, một hình ảnh mà các giáo phụ đã thấy và diễn tả. Ngài đã bỏ lại vinh quang Thiên Chúa, bỏ lại triều thần thiên quốc cùng các thiên thần để xuống thế làm người, để tìm kiếm con chiên lạc, tìm kiếm mỗi người chúng ta. Chính Đức Giêsu Kitô là ngôi lời của Thiên Chúa Cha đã băng qua các núi đồi, lời đã vang qua miền hoang địa để ngõ vào lòng mỗi người chúng ta là con cháu Adam cũng đang lẩn trốn Thiên Chúa vì tội lỗi của mình. Adam, con đang ở đâu? Và Thiên Chúa đã làm người để tìm kiếm chúng ta. Ngoại trừ tội lỗi, có gì mà vị mục tử Giêsu đã không trải qua để có thể đồng cảm với chúng ta trong thân phận con người, chịu ghét bỏ vô cớ, chịu kết án bất công, chịu nhục mạ, chịu khổ hình và cả đến chịu chết. Từ trên thập giá, vị mục tử ấy vẫn ngỏ lời với con chiên lạc là chính mỗi người chúng ta rằng: ta yêu con đến cùng. Ta hiến dâng mạng sống mình vì con. Để rồi, nếu nhờ giá máu ấy mà chuộc lại được mạng sống của con chiên lạc, nếu tìm lại được con chiên lạc ấy trở về, thì không gì có thể diễn tả được niềm vui của Thiên Chúa. Niềm vui ấy bao trùm tất cả, không một lời nào là trách móc, chẳng ra một hình phạt nào, dù vị mục tử phải tốn biết bao nhiêu công sức vất vả tìm kiếm đến đâu đi chăng nữa. Ngài vui mừng ôm lấy ta, ẵm ta lên vai và đưa ta về nhà. Ta yêu con đến cùng. Ngày hôm nay, ước gì chúng ta chịu dừng lại, đừng lẩn trốn Thiên Chúa nữa. Ước gì chúng ta chịu để cho Thiên Chúa tìm thấy chúng ta. Ước gì chúng ta chịu để cho tình yêu chạm đến chúng ta, tình yêu của Thiên Chúa, nơi mầu nhiệm nhập thể, nơi mầu nhiệm tử nạn và phục sinh. Ước gì chúng ta để cho ân sủng của Thiên Chúa ôm lấy cuộc đời chúng ta, nơi các bí tích
mà Thiên Chúa đã trao cho Hội Thánh, đặc biệt bí tích Thánh Thể và bí tích Hòa Giải. Ước gì chúng ta chịu cất lời thưa lên với Thiên Chúa: Lạy Chúa, con ở đây, xin Chúa cứu chữa con và đưa con trở về với Ngài, về với niềm vui, về với bình an và hạnh phúc đích thực, vì con được có Chúa là mục tử, có Chúa yêu con và con mến Chúa.